điều gì quyết định giá cổ phiếu tăng hay giảm đầu tư là gì điều gì quyết định giá cổ phiếu tăng hay giảm là mối quan tâm hàng đầu của nhiều nhà đầu tư đây là chủ đề mà người tham gia giao dịch nào cũng phải học và ghi nhớ phân tích và đánh giá thị trường để đưa ra quyết định đúng đắn bài viết dưới đây sẽ giúp bạn tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này hãy cùng đầu tư là gì theo dõi nhé định giá cổ phiếu là gì định giá cổ phiếu là xác định giá trị thật của, của cổ phiếu có giá bao nhiêu tiền trong thời gian nhất định Định giá cổ phiếu có thể hiểu như việc bạn xác nhận xem cổ phiếu đó có tiềm năng không, giá trị ở hiện tại như thế nào cũng như qua đó đánh giá được có nên mua hay nên bán cổ phiếu vào thời điểm này hay không. Có rất nhiều các xác định giá trị của cổ phiếu dựa vào P/E, P/B, dựa vào chiết khấu dòng tiền trong tương lai. Tuy nhiên với một người không chuyên sâu về tài chính chứng khoán thì quả là khó khăn việc xác định giá trị thực của cổ phiếu để làm căn cứ xác định giá mua cổ phiếu đó cách định giá cổ phiếu để định giá cổ phiếu có rất nhiều cách thức khác nhau với mỗi thị trường sẽ có cách thức định giá khác nhau vậy nên bạn không thể nào áp dụng hoàn toàn như nhau đối với cổ phiếu niêm yết với cổ phiếu chưa niêm yết hay đơn giản giản là cổ phiếu nước ngoài với cổ phiếu việt nam dưới đây là những phương pháp định giá cổ phiếu đơn giản nhất hiện nay được nhiều người sử dụng mọi người có thể tham khảo định giá cổ phiếu bằng phương pháp pepe -E là gì dựa vào chỉ số p để định giá cổ phiếu là phương pháp được đánh giá là phù hợp dễ thực hiện và hiện nay đa số đều sử dụng phương pháp này dưới đây là cách định giá cổ phiếu dựa trên p mọi người có thể tham khảo điều này đặt ra một vài câu hỏi quan trọng nếu bạn đang đứng ngoài làm sao bạn biết khi nào nên tham gia vào nếu bạn đã tham gia vào giao dịch làm thế nào bạn biết khi nào là thời gian để thoát ra nếu thị trường chứng khoán có thể dự đoán được những câu hỏi này có thể dễ dàng được trả lời tuy nhiên trên thực tế đầu tư chứng khoán vốn không phải một điều đơn giản và thị trường chứng khoán luôn diễn biến một cách khó lường với nhiều yếu tố xung quanh nó chính vì thế mà thị trường chứng khoán rất khó dự đoán hai quyết định quan trọng nhất mà một nhà đầu tư sẽ đưa ra là khi nào nên mua và khi nào nên bán thời điểm tốt nhất để mua là khi người khác bi quan thời điểm tốt nhất để bán là khi những người khác đang tích cực lạc quan khi mua hãy nhớ rằng khả năng nhà đầu tư đạt được lợi nhuận cao sẽ đến từ việc mua cổ phiếu sau chu kỳ giảm hơn là sau khi cổ phiếu đó tăng giá tuy nhiên điều này cần hết sức cẩn trọng vì sao cần quan tâm đến các yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu nhận biết về những yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu đóng vai trò quan trọng trong việc ra quyết định mua bán đầu tư cổ phiếu sau khi nhận biết được những yếu tố này nhà đầu tư cần phải nghiên cứu thật sâu để đánh giá tác động của chúng đến các cổ phiếu mà mình quan tâm từ đó góp phần đánh giá chính xác giá trị thực của cổ phiếu. Ngoài ra, nhận biết và nghiên cứu đầy đủ về các yếu tố ảnh hưởng trên sẽ giúp nhà đầu tư tránh được cái nhìn phiến diện, cảm tính về các cổ phiếu. Đồng thời, nhà đầu tư sẽ khó bị lung lay tâm lý khi đối diện với các thông tin gây nhiễu trên thị trường. Tuy nhiên, đây là việc mà thông thường chỉ có những chuyên gia đầu tư mới có thể thực hiện nếu bạn đang có tiền nhàn rỗi và muốn đầu tư cổ phiếu nhưng e ngại vì không có kiến thức và kinh nghiệm thì hãy tìm đến các chuyên gia của Passion Investment. Với lợi nhuận kỳ vọng từ 15 đến 20% một năm đi đôi với sự an toàn và minh bạch, Passion Investment đang nhận được sự tin tưởng của hàng nghìn khách hàng. Tình hình chính trị, tình hình chính trị cũng có tính quyết định đến giá của cổ phiếu bởi khi xuất hiện sự bất ổn về chính trị, nhà đầu tư không đủ tự tin để tiếp tục đầu tư nên giá cổ phiếu sẽ có xu hướng giảm. Sự phát triển của nền kinh tế, giá cổ phiếu bị chi phối lớn bởi nền kinh tế thế giới và đặc biệt của nền kinh tế quốc gia giá cổ phiếu có xu hướng tỷ lệ thuận với sự phát triển của nền kinh tế, tức là giá cổ phiếu tăng khi nền kinh tế phát triển và giá giảm khi kinh tế đi xuống, quy luật cung cầu của thị trường, bất kỳ thị trường hàng hóa nào cũng bị chi phối bởi quy luật cung cầu. Thị trường chứng khoán cũng vậy, thông thường khi một cổ phiếu được nhiều người mua giá cổ phiếu đó sẽ có xu hướng tăng lên và ngược lại, tâm lý nhà đầu tư, thị trường chứng khoán là thị trường nhạy cảm. Chỉ một thông tin gây nhiễu xuất hiện cũng có thể làm thị trường dao động dữ dội. Khi này, nhà đầu tư cần có tâm lý vững vàng để lọc được những thông tin chính xác và đưa ra quyết định đầu tư khi đã có những tính toán kỹ lưỡng, báo cáo tài chính của công ty. Nếu kết quả hoạt động kinh doanh của công ty thể hiện rằng công ty đang phát triển tốt với doanh thu và tốc độ tăng trưởng cao, có khả năng tiếp tục tăng trong tương lai, giá cổ phiếu của công ty sẽ tăng lên nhanh chóng. Ngược lại, một công ty có tình hình kinh doanh đi xuống, giá cổ phiếu sẽ có xu hướng gì? Trên đây là toàn bộ nội dung về định giá cổ phiếu cho các nhà đầu tư. Hy vọng những chia sẻ của đầu tư là gì sẽ giúp các bạn giải quyết những thắc mắc về cách mua hoặc bán cổ phiếu trong thị trường chứng khoán Việt Nam. Để hiểu thêm về thị trường chứng khoán cho người mới bắt đầu, thông tin đầu tư sẽ giúp bạn đưa ra những sự lựa chọn đúng đắn. Chúc các bạn đầu tư thành công. Ngoài ra bạn có thể tham khảo bài viết những quy luật bất biến của TTCK Việt Nam bạn cần biết để hiểu hơn về thị trường chứng khoán nhé. Lựa chọn đầu tư là ở mỗi người, nhưng lựa chọn đúng sẽ quyết định rất lớn đến thành công trong tương lai chúc các bạn thành công